Cái suy nghĩ của em thì em thấy em đéo sợ thằng nào hết bởi vì em có chồng chở chống che. Bằng mấy? 144. 144 cộng 441 bằng mấy? 585. 585 nhân 585 bằng mấy? 342.225. Chuyện kiểu của ai? Nguyễn Du. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày nào? 2 tháng 9 năm 1945. Công thức tính vận tốc V bằng S trên T. Chiều dài bờ biển Việt Nam 3.260 km. Thiên tử là gì? Con trời. Hoàng tử là gì? Con vua. Sư tử là gì? Con vợ. Rời xa chốn đây em giận anh, và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. <笑>当时我说啊我怕老鼠。 Thương tình thương này yêu thật yêu này đưa tình vào gió mây thương.
che cho ta. Yêu mà. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Anh yêu em có tin đắm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên em anh luôn cố giấu, làm anh lung lay mất nhau. Hai ta không gặp bao lâu, để tình yêu phai màu kết thúc. Cuộc tình này sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh thôi. Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo. DJ Snake. Oh 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 oh. Sai, sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóc cái bao giá. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Chào phải là. Anh chơi giọng sướng vậy. Chơi giọng, chơi giọng cười cười. Không muốn biết người gì không? Người gì? Người yêu. Wow, gì gì? Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn rơi đá. Chân trời xa vắng được còn thầm ngầm đôi bề đồng. Sóng gió mang chung đẩy đưa thắng mong mùa. Tự như ánh sáng, đứng trong đêm dài tối tăm. Là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây. Là ai bối rối, từ khi em vừa ghé qua. Lại gần hơn nữa, em biết anh đừng nghĩ suy về em. Your heart, your love, kéo dù mãi mãi. Người đừng nói dối anh đã yêu ai. Your heart, your love, kéo dù mãi mãi. Người còn hỏi chờ mong mãi. Hãy